Sớm mổ đầu quý đấu này. Trời đất ơi, thấy mẹ đang cắm hoa là biết là cắm hoa rồi còn hỏi. Mà con biết không, mỗi lần mẹ cắm hoa là mẹ lại suy nghĩ. Mẹ đẹp hơn hoa hay hoa đẹp hơn mẹ, phải không mẹ? Con đúng thật rồi. lòng rồi. Đúng rồi, vậy thì con thấy thì sao nè? Hoa kia ngự ở trong bình, làm sao có thể đẹp bằng mẹ của ta? Trời, hoa thì có thể tàn phai theo thời gian, nhưng mà mẹ của con không bao giờ tàn phai theo thời gian. Ôi trời ơi, con dễ thương quá, con thông minh quá. Mẹ, con có câu chuyện này kể cho mẹ nghe. Ừ, chuyện gì? Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi có một cô gái hết sức là xinh đẹp. Ồ, nhưng cô gái đó toàn chỉ mặc những bộ đồ cũ rách, cũ nát và thanh gớm. Bỗng một hôm, cô ấy đi ngang qua một cửa hiệu thời trang, rồi cô ấy có mà khóc nức nở vì cô ấy biết được rằng những bộ đồ hiệu đó là những vật xa xỉ đối với cô gái mà không bao giờ trở thành hiện thực được. Thôi ngưng được rồi đó con, mẹ cũng muốn kể cho con nghe một câu chuyện đó con. Ngày xưa ngày xưa, ở một gia đình nọ, có một người phụ nữ cũng muốn tuổi rồi nó cực kỳ là xinh đẹp, nhưng mà suốt ngày bà ta phải làm lụng hết tất cả mọi thứ để kiếm tiền phục vụ chồng con của mình. Rồi đến một ngày nào đó, bà ấy cảm thấy rất là mệt mỏi, bà ấy đi đến một quyết định là xì tóp lại tất cả những chi tiêu ở trong gia đình này, và nhất là đứa con gái ấy đó con. Mẹ, chuyện đâu mà đảng hậu dữ vậy mẹ? Chuyện nhà kỳ cục hết sức. Chuyện nhà mình đó con. Cái người đàn bà đó là mẹ đó con. Rồi những cái người mà bị sắp bị cắt đó là con đó con. Hiểu không? Thôi được rồi, con hiểu ý mẹ rồi. Ừ. Mấy bộ đồ đó con sẽ tự mua, con sẽ tự làm thêm con mua. Vậy đó hả? Đúng rồi đó con. Mẹ nghĩ là bây giờ con nên đi học đi. Học hành không lo học, lo đua đòi đấy. Còn đồ đạc á, thích á thì đi làm. Ôi chà chà, con mà làm gì được ta? Con làm biến quá mà. Vô đây, vô đây, vô đây con, vô đây. Ô. Con bây giờ là khách quý của gia đình. Hai bác cảm ơn con nhiều lắm vì cái vụ mà hôm bữa con cứu lụt tiền thoát khỏi tai ngớm đó đó. Ôi trời ơi, con là ân nhân của gia đình này đó. Hôm nay con đến đây, trời ơi, bác mừng quá à. Tôi đến thăm hai bác cùng. Ờ, đúng rồi. Con yên tâm đi bác, là bác mong chờ từng phút từng giây luôn đó con. Thôi vậy đi, bữa nay á con ở đây chụp cơm với lại hai bác nha. Nha. Lu tí lu tí. Xuống bếp phụ ba nấu ăn để đãi con rể con. Ừ, đúng rồi chứ gì. Con rể. Con cảm ơn ba vợ. Ừ. Con cảm ơn ba vợ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ba mẹ bán con chung số này mày hồi nào vậy? Sao vậy con? Chờ đó một giây. Sao hai cứ thở dài hoài vậy? Không có tập trung học bài được đâu nè. Điệp ơi, chị không thể hiểu được tại sao ông xoáy cả đeo bám đi như đĩa nói nè. Có cách nào giúp chị thoát khỏi hắn được không em? Trời ơi, hai con người theo đuổi là may mắn lắm rồi, ở đó mà còn bày đặt nữa. Người ta gọi đó là đền mệnh. Đền mệnh của con khỉ. Chấp nhận đi. Em rất rành về cái thể loại bói toán với mấy cung hoàng đạo á. Em giả bộ em kêu sói ca lại, xong em phán cho ổng vài câu kiểu như chỉ ổng là không thể hòa hợp hai đường thẳng song song, không thể nào đến được với nhau. Thôi thôi thôi, hai cứ để yên cho em làm bài đi, em không giải được đâu. Thôi
chị năn nỉ mà điểm, chị năn nỉ mà giúp chị đi. Chẳng lẽ em nhìn chị bị ép duyên như vậy sao? Chị không có nói cho em học bài. Giúp chị đi, trả lại cho. Để suy nghĩ cái đã. Anh có biết chuyện tâm cảm bị lật đổ ngoài không? Tại vì khúc hoàng đạo hai người không có khác nhau. Anh coi nè, anh thuộc về cung hoàng đạo cựu giải nên tính tình của anh rất là dịu dàng, tinh tế, nhẹ nhàng, lãng mạn và ướt át. Ngược lại, cung hoàng đạo của người kia là ma kết, rất là khô khan và thực tế. Mà không sao đâu, mấy cái này bù trừ được hết mà. Mà anh hỏi nè, sao em đặt máy này quá vậy? Bài giải đã có sẵn trên máy iPad rồi. Nếu mà cung cựu giải mà kết hợp với ma kết thì sẽ xảy ra rất nhiều điều bất hạnh. Nhẹ thì khốn đốn lao đao, nếu mà nặng thì một trong hai phải đi bán muối đúng điểm. À đúng rồi, theo như phân tích của luật chiêm tinh, vòng xoay của mặt trời, trăng, đất, đây gọi là định mệnh. Hai người không thể nào đến được với nhau. Rất tiếc, đúng là như vậy. Trước sau gì hai người cũng sẽ chia tay. Cho nên đau một lần rồi thôi, đó là người mình đã an bài. Chắc mình bị xóa cả. Thằng đêm chị vẫn tự hỏi tại sao không thể đến được một người không hảo như vậy. Thì ra đó là số mệnh, và định mệnh an bài được thì phải được chấp nhận. Em cũng không tính cái cung của anh á, nó hợp với cái cung nào? Để coi, cung thần cung giả, thần nồng nồng. Em biết ai cung thần nồng không? Em giới thiệu cho anh. Nè, trời ơi, cung thần nồng nè, trời ơi, nó hàng chi hai người hợp nhau dễ sợ luôn, cặp đôi hoàn hảo luôn đó. Hai tự nhiên rồi bán cái vào đây vậy bà? Không có liên quan, không có liên quan. Anh, mời anh ăn bánh Gary có bông mai bát không ngon hả hà? Thôi, rồi khuyên mãi thêm như vậy bỏ tiền đi. Gary, xin thêm bộ đồ này. Chắc chắn là muốn chọc mình rồi. Trời ơi, sao lần mình lại bắt mình gặp anh cái hoàn cảnh này chứ? Chẳng lẽ bỏ công việc này, bỏ công việc này lấy tiền ra mua máy? Đúng là kiếm tiền không dễ lúc nào. Đứng trong cái bộ đồ thú ấy, mình cũng giống một thú. Là phải chịu thôi, kiếm tiền. Em cảm ơn anh Phái Ca nhiều nha. Ừ, đưa em về tới nhà anh cứ tập. Dạ. Thôi, anh đi nha. Anh đi hả? Bye bye anh. Tiếp. Dạ. Cái gì dài đó? Thấy rồi hả?
Mẹ nói cao chứ ai? Cái gì? Tự nhiên nói cao? Sao vậy? Có gì đâu, anh ấy đang đeo đuổi em đó mà. Trời đất ơi, nói cao đeo đuổi em. Vậy mà em cũng chịu nữa hả? Anh ấy đã lọt vào danh sách bạn trai tương lai của em. Cung hoàng đạo của anh ấy rất hợp với em. Ê! Tụi nó giỡn, anh mà làm thiệt. Alo, ai đó? Alo, Lưu Tiên hả? Lưu Tiên này, Lưu Tiên có rảnh không? Tôi mời Lưu Tiên đi gì? Anh lực sĩ hả? Anh không mời em. Cứ tuần đi cà phê hả? Không có gì. Nhưng mà nè, Lưu Tiên á, đừng có nhớ đừng có nước hoa nha. Tôi không có thích cái mùi nước hoa pha lẫn mùi mật ong lắm. Ok ok, cứ tạm gặp nha. Xem một ngàn thằng này để đem tình yêu đông đầy, để tình yêu đông đầy như thế này. Em khóc đó hả? Cái chuyện lạ vốn phun thì mình bắt xuống có được. Em đâu có khóc đâu, tự nước mắt nó tuôn chảy thôi. Nhiều mày khóc lù la vậy? Sao có chuyện gì kể hai nghe với? Để cho hai nghe hả? Hai đi tám khắp thiên hạ rồi sao? Hai hứa không kể ai thèm. Em không ngờ sói ca quá đào hoa hai ơi. Sói ca đào hoa. Trời đất ơi, em chỉ là con tép trên mép của công lượng mà thôi. Cha đầu cho mặt ngựa đó ai mà thích. Tụi em đi ăn kem mà có 3-4 đứa bu quanh anh sói ca luôn, còn đẩy em ra rìa nữa. Trời, có chuyện gì nữa hả? Mày lạ nha. Nè, em đừng có nói là em thích thói xoái cạt nha. Trời đất ơi, cái gu trai của em mới lạ lùng dữ vậy. Hả? Hai mới lạ lùng á. Người ta đang buồn với hai con vậy nữa. Thôi, em đi đây. Vậy nữa đem đi đâu? Em đi ăn đây. Có thật mới bực bực tình chứ. Em đi. Mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy hả? Chết cha lỡ thất tình bỏ bê việc học, chắc ba mẹ chửi. Dịch sao đây ta? Rồi bắt đầu chứng thực. Đau một lần rồi thôi. Alo, xoái ca đó hả? Ừ, tôi Lưu Tiên nè. Chủ nhật này rảnh không? Gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói. Ba mẹ ơi, ba mẹ ơi, con có một chuyện rất là kinh khủng, một chuyện rất là kinh thiên động địa, kể cho ba mẹ nghe. Thôi, nói bao nhiêu lần rồi, con gái con nước làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng, từ tốt, ăn nói nhỏ nhẹ thôi. Con làm cái gì vậy? Lúc nào cũng phải nhẹ nhàng như mẹ vậy nè, hiểu không? Trời đất ơi, ông lại bắt cái kiểu gì vậy hả? Xin lỗi, xin lỗi. À. Xin lỗi, xin lỗi. Mẹ ơi, hả? Không biết con giống ai rồi hả mẹ? Mẹ qua chuyện nói mẹ, cái chuyện này kinh khủng lắm. Sao? Điệp á, sắp đi chơi rồi đó mẹ. Ôi, thì thỉnh thoảng nó đi ra ngoài nó chơi với bạn bè, trà sữa thì kệ nó. Không hề, Điệp bây giờ không còn là Điệp trà sữa nữa, mà trở thành Điệp coffee rồi. Chuẩn bị đi chơi với bạn trai. Cái gì? Cái gì? Trời, chưa hết em. Suốt ngày bây giờ không có thèm lá học thành cái gì hết. Suốt ngày ngồi là xếp con hạt, xếp 40.000 con hạt để tặng cho bạn trai. Ghê chưa? Trời đất ơi. Trời ơi, còn nữa nha hả? Con thấy là bây giờ lụy tình lắm rồi, yêu thương đậm sâu lắm rồi mẹ. Mà không nhảy vô cuộc á, con tin chắc là năm nay ở lại lắm. Con nhỏ này, thôi được rồi. Thưa ba mẹ, con đi học. Nè, nghe bà dặn hay chưa? Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, con đi học là phải đúng 12 giờ có mặt ở nhà của mẹ. Nhớ chưa? Không đi học nhóm, không đi uống trà sữa với ai hết. Nhớ chưa? Hả? Sao cái con nhỏ này giờ này chưa về nữa?
ta dặn rồi. Trời ơi. Nè, có khi nào nó đi chơi nữa không? Nó hẹn hò nữa hay không hả? Ừ. Sao ông không sốt ruột vậy? Ông ngồi coi báo là sao? Hay là bây giờ ông kiếm nó đi. Thôi, con đã lớn rồi, cứ để cho tụi nó thoải đi. Thôi đi, ông lúc nào cũng vậy hết trơn á. Nè, tôi nói cho ông biết nha, con gái á, hôn 3 năm dạy 1 giờ đó nghe. Giống tôi với bà xưa hả? Chu chi quá. Nói gì vậy? Tụi chuyện ngày xưa, tôi đã dặn ông rồi, đừng bao giờ nhắc cái chuyện ngày xưa. Mà tôi nói thiệt nha, từ hồi nào giờ tôi nói với mấy đứa con á, là ông á, trồng cây si á, nhà tôi đó 8 năm trời mới đổ đó nghe chưa? Nhớ nghe không? Trời mai đâu? Mốt nói cho nó vậy. Thưa mẹ con đi học mới về. Sao về trễ vậy? Mẹ nói con sao? Mẹ nói con là đúng 12 giờ có mặt ở nhà cho mẹ mà. Tại sao bây giờ mới xuất hiện? Con đi đâu? Ôi, cứ để từ từ cho nó trả lời. Chưa trả lời mà nhảy vô họng nó vậy rồi sao nó nói? Nói đi con, sao về trễ vậy? Dạ, tại hôm nay cô giáo chủ nhiệm bắt ở lại họp lớp nè, nên mới giờ trễ một xíu. Đặt thấy chưa? Có cái gì đâu. Không được rồi. Ông xã, bắt đầu từ ngày mai trở đi á, ông nhận thêm nhiệm vụ nữa nha. Nhiệm vụ gì nữa? Chở con nó đi học, đưa nó về. Vậy nói ngắn gọn thôi, em tôi còn nhỏ phải lo học hành, cho nên tôi đã nói ba mẹ giám sát nó, nhất quyết không cho hai người đến với nhau. Từ ngay ngày hôm nay ông không được tìm nó nữa, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi, hiểu. Ông hiểu gì mà ông cười quan dại thế vậy? Lưu Ti ghen nè, đúng không? Tôi ghen. Ừ. Ghen cái gì? Ghen tôi với Điệp. Không được nói bậy nha. Ghen mà, chứ không ghen chứ sao Lưu Ti khó chịu khi mà thấy tôi chở Điệp đi chơi, đúng không? À, tôi nói thiệt á, nếu như mà Lưu Ti ghen vậy, từ đây chỉ vì sao tôi sẽ không chở Điệp đi chơi nữa. Ông chở Điệp đi chơi. Đó, ghen, ghen không thích. Gì vậy? Ông ảo hả? Tôi với ông là chấm hết rồi. Ông chở em đi chơi, ông chở em đi chơi, đúng không? Ghen dễ thương mà đâu. Người dễ thương làm gì cũng dễ thương. Mà để tôi nói thiệt cho Lưu Ti biết là tôi chỉ xem Điệp như em gái thôi à. Mà chính vì nhờ vậy tôi mới hiểu được lòng Lưu Ti. Trời ơi, làm hết hồn mà vậy. Có thể nào giúp tôi bớt kêu tốt kinh dị được không? Bữa nay đi đâu mà ăn mặc đẹp trai quá vậy? Không, còn lâu mới nói. À. Không. Nhìn cái điều bộ này thế nào cũng biết là đi với gái rồi. Được. Ờ, đi sao? Gách đi nặng hả? Nè, nghĩ sao mặc số ca này đi ganh tị với ông? Để tôi nói cho ông biết, tôi cũng mới đi hẹn hò với người trong mộng của tôi đó. Hỏi với ai vậy? Hỏi với ai hả? Với Lưu Ti. Nè, bữa nay tôi còn thấy được cổ ghen. Ghen mà cũng đáng yêu. Cái gì? Ừ. Cái gì hết? Vui. Vui. Đúng rồi, không đâu hết. Dễ thương quá mà. Vui. 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 Theo những gì mình tìm hiểu được, hai lập sĩ rất nhiều, nồng độ dịu dàng và thiết tha, cho nên tối này hôm nay quá sức là phù hợp. Sao giờ chưa hóng mình đi chơi nữa? Sao mà lâu dữ vậy ta? Sao gọi cho anh ấy? Chủ động gọi luôn chứ làm gì nữa. Sao tắt máy vậy?
vậy trời? Rồi, cái điều này là cha xóa ca chứ mày á. Trời ơi, làm sao bây giờ? Trời ơi, làm sao bây giờ? Lucy, làm sao bây giờ? Mình tính. Này, không sợ hết Lucy, không sợ hết. Vì trái tim mong manh, dễ tan nát, cô điệp. Hy sinh là chị cũng có để em, hay sao? Ủa, anh muốn chở em đi học mỗi ngày hả? Ủa mà cung hoàng đảo có gì đó? Vậy hả? Ừ, để em coi lại nha. Ok, bye. Nói chuyện dài đó. Chẳng lẽ em còn to tưởng nó xoái ca hả? Xoái ca nào? Em đang nói chuyện với Hồ ca thì có. Xoái ca không có cưỡng mộng điệp này đâu. Cái gì? Là sao? Ờ thì bữa hổm em quên coi cung mặt trăng. Hoàng đạo ẩn của xoái ca không hợp với em, nên em quyết định loại hắn ra khỏi danh sách của em rồi. Trời ơi trời, em không biết là chỉ vì em, vì lo cho em mà chị đã sinh và đến mất cơ hội gặp người yêu chân mộng của chị không?